Vào cuối giờ chiều nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hưng Yên đã tổ chức cuộc họp khẩn về công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Cùng dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Qua giả soát đến nay, đã phát hiện 599 người từ thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi về tỉnh Hưng Yên. Các trường hợp này đã được yêu cầu khai báo y tế và thực cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà và nơi cư trú. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, sau 99 ngày, tình hình hiện nay khá phức tạp, chủng virus mới rất mạnh, buộc chúng ta phải bước vào cuộc chiến mới. Vì vậy, cần tuyên truyền với những người đi qua vùng dịch Đà Nẵng tự nguyện khai báo y tế, kiểm soát người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Hưng Yên và chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết cho việc phòng chống dịch. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới là thách thức rất lớn cho tỉnh cũng như nhiều địa phương trong cả nước. Vì vậy, người dân cần tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch, thực hiện nghiêm các quan điểm, nguyên tắc, phương châm phòng chống dịch trong tình hình mới theo chỉ thị số 19 ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, tuyệt đối không chủ quan lơ là, tiếp tục thực hiện các biện pháp rửa tay bằng xà phòng hoặc nước diệt khuẩn, đeo khẩu trang tại các địa điểm đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng, vệ sinh thân thể để phòng chống dịch lây lan. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cán bộ công chức viên chức người lao động và nhân dân trên địa bàn tạm dừng di chuyển đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi là hai địa phương đang có ca nhiễm ngoài cộng đồng. Người dân Hưng Yên đang ở thành phố Đà Nẵng phải thực hiện các biện pháp tự bảo vệ phòng chống lây nhiễm COVID-19. Đối với những người từ Đà Nẵng về địa phương trong thời gian chưa đủ 14 ngày trở lại đây, phải thực hiện khai báo y tế và tự cách ly theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà. Vận động quần chúng nhân dân thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, những trường hợp đi từ vùng dịch về không khai báo y tế để kịp thời xử lý. Kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng chống dịch, ngăn chặn, phát hiện, cách ly khoanh vùng dập dịch, tiếp tục thực hiện tốt công tác cách ly tập trung tại khách sạn đối với các trường hợp người nước ngoài là các chuyên gia, nhà đầu tư, lao động kỹ thuật nhập cảnh vào Việt Nam về Hưng Yên làm việc. Đồng thời, phân luồng khám chữa bệnh cho bệnh nhân có triệu chứng hô hấp và có yếu tố dịch tễ, vừa thực hiện tốt khám chữa bệnh, vừa đáp ứng công tác phòng chống dịch bệnh.